Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay buổi sáng mùa đông rất là lạnh. Rét quá. Mình ốm một thời gian rất là lâu. Hôm nay quyết định làm video. Mình có chuẩn bị một ít xúc xích để nướng. Mùa đông này được ngồi bên bếp lửa này thích còn gì bằng nữa. Sướng nhất rồi. Ngồi hơ cho ấm tay ấm chân tí nhá. Xong mình đi nướng. Rét quá. Quay mặt lên này, rét không? Đấy, cóng quá. Thì anh nướng xúc xích cho miếng nha. Mọi người ơi, ở đây mình có một gói xúc xích tomat này. Bây giờ mình cắt ra lấy 5 cái nướng nhé các bạn. Ôi giời, thèm lắm rồi, lâu lắm không được ăn xúc xích. Bây giờ mình sẽ dùng dao khía vào khúc xích tạo thành những rãnh nhỏ này để mình quyết dầu vào cho nó dễ chín. Nướng nó dễ chín hơn chứ để cả miếng này mình thấy rất là khó chín. Phải không các bạn? Như vậy mình đã cắt khía vào đây. Khía vào này cho nó nhanh chín các bạn ạ. Dễ chín hơn cái xúc xích to này. Ở đây mình có chuẩn bị 5 cái que sắt để xiên đây nướng. Nhìn mình xúc xích có vẻ rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ mình xiên từ bên này sang bên kia. Ôi chúng rất là mềm, dễ xiên đấy các bạn ạ. Cũng không khó lắm đâu. Một cây bỏ đây. Xiên cái nữa. Đơn giản. Tí mang nướng ăn ngon thì thôi rồi. Mọi người ơi, bây giờ mình đi nướng xúc xích thôi. Trong thời gian chờ đợi, mời các bạn xem một số phong cảnh xung quanh. Như vậy là món xúc xích nướng của mình đã chín rồi này. Mời các bạn ăn cùng mình nhé. Mình thử miếng trước. Giòn, ngon lắm. Ngon thịt bún mèo. Nó là trên cả tuyệt vời luôn. Cái vỏ nó giòn, rau mềm ngon nữa.